Ok, bọn phụ nữ khí tỏ, là dương một đơn phí rửa biếp khổng ca pra nơi bập hết drone MPPS 4K tặng ạc nha. Bạn chẳng là cái trang trình hiệp chút bọn phụ nữ chết, nơi bây giờ bọn phụ nữ môn nồng lên, bọn phụ nữ thở tình yêu tha, bọn phụ nữ bàn sạc thơm bình hơi. Mình là dương sạc thơm tăng drone, dương sạc thơm tăng tele remote control, bỏ dương này bọn phụ nữ khí nha. Và hay ngày nít không có trang thư ca này non chút bọn phụ nữ nha, tại sao tại bọn phụ nữ dương nẹ đại quật nơi khang của bọn sư gọt bàn chiêu nơi bộ phê drone IMPPS này. Bạn chẳng tập bốn cứ bọn phụ nữ liệt chẳng màu ná. Liệt đại viên chẳng màu hay đại khả nét cứ dương ai cho đã cho trường bán. Bài xe mẹp camera xe bắt camera bảo viết cho làm camera xe bắt phía bài xe mẹp camera bảo viết cứ bọn phụ nữ đọ chẳng màu ná. Và hay dương cả đọ bảo dưới người mà dập bảo dạy tích là camera nó cứ sẵn khăn ná. Hay à gimbal camera nó cứ viết đa tu sẵn khăn bằng tên. Hay viết có thay cái mòm phong này bằng phố nập này. Bạn chân nập bởi dương bàn vô drone bảo dương tranh bạp năng hơi. Bằng phố nập này thử thưa ca chất bật tông bạc mắt. Và hình chất bài chỉ bay vịnh tí. Chỉ bay vịnh tí mắt bằng phố nập này. Bà hãy bắt đầu bắt tiết cả pra nơi bột tông tele remote control bởi dưỡng đi. Cứ bông bông thở chọc ở lại nè. Ở lại nè cứ chỉ bột tông bằng chọc mùi chẳng hát nhưng thở chọc mùi tiết ở chọc hay dự bay vịn tì. Bà hãy dưỡng trăm khăn ông ca connecting bảo vệ. Bà connecting bảo vệ. Hãy cứ chăng chỉ biết chút bông bông chết xe mẹp drone đi. Tiếp sau nó bông bông được nè. Cứ kê design xe mẹp dưỡng bằng hót nó càng khẹp tè. Mình mẹn bằng hót nó khăn ông attitude mode được gọi bằng hoa nó không không đẹp thì indoor thì nó bằng phần này mà chẳng những trang bởi vì load connecting sẵn và connected sẵn và chẳng là sẽ đẹp ca connect cho viên drone cho mùi nâng tele remote control với thật thách thai mình là vì thật ca phê và lìa phải cho mùi nâng tì ná chẳng bằng phần này thử trang tì sẵn là vì cầm phần là search và ok, cứ trong chỉ miệng chun phong này sẽ mẹp drone là app PPS 4K này là cái smart robot shop PK là bao dương cứ trong là chỉ miệng chun đầm lái nè bông cô là cái bàn đầm lái chút thơ mô mùi cứ bì ơi mà phây phèm đó lá và chút thơ mô bì cứ bì ơi chất sắp đó là hai dương miền thaym chun nơi dương miền thaym chun ní bông cô là cái dương miền thaym chun memory card và chùm nuôn họ sắp buồn chi mùi nâng cạt ở reader mùi bà đã miên đầm lái mà dân dây bị cắt memory card là card reader nó không smart shop bởi dân dân lụng mà chốt biến đọc là và tại nên dân thêm chút bằng phố đọc này là bàn chiều nên nó phải bị load hai bằng phố đọc này bị load GPS mode bà GPS mode hay chỉ thoa mà ra thấy bằng phố đọc này bà dân môn lên này drone này bằng phố đọc này thử vô lòng phía rồi biến phương ca activate bí sân bà không cả activate không cả pra này tele remote control sẵn bằng phần này bà chắc trong trang này nó bị lừa mà muốn bà lại khá lớn thì cứ chỉ là bườn lại zoom xong tôi bà lại cứ zoom miền thao zoom zoom video mà zoom video miền thao dương thọ thì ai zoom video bàn bà zoom in zoom out bán hay kháng đi bằng phần này xem áp sở rê nơi nè gimbal này mình là sở rê camera cắt cho cách lạc nè bằng phụ đằng này và sở rê camera cho cách lạc bán và hay cái lại ní stop nè emergency stop bằng phụ đằng này nó bị để dương mà hot tới trong mình chụp swipe vào water mùi nó cứ dương ai cho emergency stop nè bàn và cái trong chạy đây sẽ mẹp trấu ní bằng phụ đằng này vì mình sensor cả bị bọc nơi kháng mục và ní cứ sensor cả bị bọc trong bằng phụ như khá có thằng smart camera mà nó là ní cứ chỉ sensor cả bị bọc tí hay xem app khang đi bông phôi đặc nè và xem app khang đi cứ chia function là bốn nó bây giờ bông phôi chọn mũi vì là bông phôi chọn mũi chọn từ bông chết và nó cứ chia function là bốn và bà sân chia bông phôi chọn ở chop và bà sân chia bông phôi chọn ở chop vì phải chịu bay bình tí và nè vì cho function ATTI mode mình là chỉ function là dương ách bằng hoa không theo bàn và chỉ function là bằng ách bằng hoa không theo bàn nhưng cho nó function GPS mình cứ cho lại được cái này và GPS mode mình và hay lại đi function này đi cứ dương function là dương thọt rú bằng bộ này cho mùi mất dạ thọt rú take video và hay bài dương trong cho lại dương cho đại pra nơi phương drone nó càng có biết bằng bộ này
បាទយើងចុចកន្លែងនេះឲ្យជាប់មក3 3 second ហ្នឹងបាទនោះភ្លើងដ្រូនរបស់យើងនេះបងប្អូនអ្នកនេះភ្លើងដ្រូនវិញហើយបើយើងចុចបិទចង់ចុចបិទវិញគឺចុចកន្លែងដូចគ្នាបាទហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់របៀបហ្នឹងបងប្អូនអ្នកនេះហើយអាកន្លែង function កន្លែងនេះគឺជា function return home បាទ function return home នៅពេលយើងបញ្ជាដ្រូនឲ្យឆ្ងាយហើយថាជា500ម៉ែត្រ600ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងខ្ជិលចុចវាមកវិញទាញដៃនេះមកវិញគឺយើងចុច function return home នេះមកវិញណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទហើយ function នេះគឺ function video បាទ function video ដែលយើងអាចចុចថតវីដេអូបានអូខេហើយសម្រាប់ការ connection ការដាក់ទូរស័ព្ទដៃណាបងប្អូនអ្នកនេះហើយកន្លែងនេះគឺយើងសម្រាប់ដាក់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទហើយគេមានដុយដូចធ្លាប់បានជំរាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងអានេះគឺដុយ tabs ដែលយើងអាចដោតជាមួយ Samsung បាន Samsung របស់យើងសម្រាប់ទូរស័ព្ទខ្ញុំ iPhone គឺខ្ញុំចំដកនេះចេញតែម្ដង iPhone គឺមានដុយសម្រាប់ iPhone បាទដុយសម្រាប់ iPhone អញ្ចឹងខ្ញុំសូមហែកអានេះតែម្ដងទៅដើម្បីដោត connect ភ្ជាប់កាមេរ៉ា drone ជាមួយនឹង smartphone របស់ខ្ញុំដែល smartphone របស់ខ្ញុំគឺជា iPhone បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកដុយ iPhone យកមកដាក់តែម្ដងបាទសម្រាប់ដុយរបស់វានេះគឺមាន2ប្រភេទនេះបងប្អូនអ្នកនេះអានេះសម្រាប់ពពួក Samsung នេះពួក Samsung អានេះសម្រាប់ពពួក iPhone អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ iPhone គឺខ្ញុំដោតដាក់ iPhone មកបាទខ្ញុំដាក់សិនបាទនេះគឺខ្ញុំដាក់រួចហើយមិញបាទខ្ញុំដាក់រួចហើយហើយទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដោតតែម្ដងមកបាទខ្ញុំដោះចេញតែម្ដងបងប្អូនអ្នកនេះបាទទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយរួមសម្រាប់ប្រព័ន្ធ drone app PPS នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការ download app ជាមុនសិនណាបងប្អូនអ្នកមុននឹងធ្វើការលេងគឺយើងត្រូវ download app ជាមុនសិន app របស់វាគឺឈ្មោះនេះបងប្អូនអ្នកapp PPS តែម្ដងឬក៏នេះនេះ app របស់វាបងប្អូនទាំងគ្នា app របស់វាគឺនេះ SJ App Pro បាទ SJ App Pro ហើយឥឡូវគឺខ្ញុំបានធ្វើការ download app ទាំងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ connect ជាប់ចេះតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទខ្ញុំ connect អញ្ចឹងតែម្ដង Hello ហើយខ្ញុំដាក់ connecting អត់ទាន់ជាប់ទេខ្ញុំចេញម្ដងទៀតនេះជាប់ហើយបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណអាច search មើល function ជាច្រើននៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការហោះហើរបងប្អូនអរគុណត្រូវពិនិត្យមើលសិនថា drone របស់យើងបាន load GPS បានប្រមាណភាគរយហើយអញ្ចឹងណាបាទហើយសម្រាប់ទីទៀតខ្ញុំនឹងជំរាបជូនអំពីរបៀបក្នុងការធ្វើ migrate នៃ drone នេះបាទប៉ុន្តែមុននេះគឺបងប្អូនត្រូវ set កន្លែងនេះតិចសិនកន្លែងសញ្ញាព្រួយ3នេះបាទគឺ drone នេះត្រូវបាន setting រួចហើយគឺមកតំហឹងតែម្ដងគឺហោះបានចម្ងាយ3500ម៉ែត្រកម្ពស់1200ម៉ែត្របាទគឺយើងសេវយកមកឆ្ងាញ់តែម្ដងទៅអានេះគឺយើងដាក់មកឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទហើយយើងសេវបាទហើយយើងសេវមានថានៅពេលយើងសេវ success ហើយគឺបងប្អូនអ្នកនេះអាចបង្ហោះចម្ងាយ3500ម៉ែត្រកម្ពស់120ម៉ែត្របាទបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចចាក់ចេញមកវិញបានហើយបន្តមកបងប្អូនអាចធ្វើការ recording អីតាមនេះបាននេះ recording យើងចុចមកគឺនេះវា load ហើយបាទយើងចុច recording ហ្នឹងទៅបាទចង់ឈប់ recording យើងឈប់លុបវាអញ្ចឹងវិញទៅបាទហើយសម្រាប់ function មួយចំនួនទៀតដូចជា function line នេះបងប្អូនទាំងនេះ function return home ក៏យើងអាចចុចបញ្ជាតាមរយៈscreen ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងក៏បានហើយក៏បានបាទហើយយើងនឹងមាន function មួយចំនួនទៀតបងប្អូនអ្នកនេះបាទ check show ដូចដែរអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះមុននឹងធ្វើការ activate នៃ drone នេះបងប្អូនខ្ញុំក៏តែងតែជំរាបជូនបងប្អូនចេះ
សូមឲ្យបងប្អូនធ្វើការអានណាអានសភៅណែនាំបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងនឹងធ្វើការ activate នៃ drone នឹងបងប្អូនគ្នាបាទជាដំបូងគឺដូចជំរាបជូនអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការ download app ជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងនេះ step 1 step 2នេះគឺយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចូល step 4ចូល step 4តែម្ដងបាទ step 4គឺយើងរុញដៃ drone របស់យើងនេះបាទរុញដៃ drone មកយើងនេះគឺអញ្ចេះបាទនៅពេលដែលយើងរុញដៃ drone នេះគឺវាលោតសញ្ញានេះឲ្យយើងបង្វិល drone នេះជា3ជុំបាទបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយើងបង្វិលតាមគេទៅបាទយើងបង្វិលតាមគេទៅបាទបង្វិលអញ្ចឹងណាបាទហើយផ្កាប់ drone នេះយើងមើលរូបនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងក៏មានដែរ compass is interfered open propeller on mobile drone or calibration compass okay យើងមាន calibration គឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាក្រោយពីអានេះហើយយើងទៅមើលមក step ទៀតបាទ step 5គឺយើងបានធ្វើហើយហើយមិនបង្វិល drone បាទ step 6គឺយើងបានធ្វើហើយដែរបង្វិលក្បាល drone ចុះក្រោមបាទ step 7ហ្នឹងក៏យើងមើលដែរនៅពេលយើងបង្វិល high calibration ហើយយើងត្រូវ waiting ប្រហែលជា1នាទីណា waiting រង់ចាំប្រហែលជា1នាទីដើម្បីឲ្យ drone នេះវា search GPS វា search GPS ឬក៏ search គេថា search satellite មែនទេបាទយើងនិយាយពីសតឡាយមិនអង្តែនបាទអូខេហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនដល់ចំណុចនេះយើងទាញដៃរបស់យើងកានេះរុញទៅបិឆិតអញ្ចេះវិញបាទរុញទៅបិឆិតចេះវិញបាទរុញទៅបិឆិតអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងរុញដៃរបស់យើងនេះទៅបញ្ច្រាស់វិញណារុញដៃអញ្ចេះវិញបាទដល់ពេលរុញដៃហើយវានឹងលោតភ្លើងបាទបន្ទាប់មកទៀតចុងក្រោយគឺយើងទាញដៃរបស់យើងនេះគុំចូលគ្នាបាទយើងទាញដៃរបស់យើងគុំចូលគ្នាតែម្ដងបាទគុំចូលគ្នាអញ្ចេះអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺវានឹងលោតភ្លើងព្រឹបៗៗហើយត្រូវរងចាំបន្តិចសិនបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំរហូតដល់ GPS របស់យើងគឺលោតសញ្ញា GPS on ហើយហើយវាមានសញ្ញាចំនួននៃ GPS វាលោតឡើងបាទខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនពីអេក្រង់មួយចំនួនឡាយនេះបាទអញ្ចឹងឡាយនេះគឺឡាយផ្នែកខាងឆ្វេងនេះពីល្បឿនរបស់វានេះល្បឿននៃ drone បាទហើយផ្នែកខាងស្ដាំនេះគឺបង្ហាញអំពីចំនួនថ្មបាទឡាយនេះគឺ distance មានថាយើងចម្ងាយ drone របស់យើងនឹងគឺយើងហោះបានចម្ងាយប្រមាណបាទកម្ពស់ប្រមាណដែលយើងបញ្ជា drone ហ្នឹងហើយ speed ដែលយើងធ្វើការហោះហើរហ្នឹងគឺប្រើ speed ប្រមាណគីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបាទ we speed នេះអានេះខ្ញុំដូចជាមិនច្បាស់ដែរសូមមិនជំរាបជូនបងប្អូនអរគ្នាទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការណែនាំរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជា activate drone គឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយអា joystick ខាងលើនេះគឺដូចជាមិនបញ្ហាទេគឺបងប្អូនដឹងហើយអានេះខាងនេះគឺដើម្បីរក្សារយៈកម្ពស់វាទេរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ទាបអញ្ចឹងណាបាទខ្ពស់ទាបគឺយើងប្រើនេះបង្វិលក្បាល drone គឺប្រើនេះបាទបង្វិលក្បាល drone ឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងទៅខ្ពស់ទាបហ្នឹងទៅចោះចតក៏អានឹងដូចគ្នាហើយសម្រាប់អានេះ function joystick ខាងស្ដាំនេះគឺយើងសម្រាប់ទៅមុខទៅក្រោយរៀឆ្វេងរៀស្ដាំអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅ drone នេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងចង់ជំរាបជូនបងប្អូនថាមានប៉ុណ្ណឹងណាសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនានៅវីដេអូខ្លីរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលា